giờ vô trong cái community của Ngọc Hiền á Community á Ngọc Hiền có share ở trong community cái youtube mới Thì Thúy vô trong đó Thúy subscribe vô, ghi danh vô Tại vì bây giờ cổ Chứ hình như cổ mới có mười mấy hai chục người ghi danh nè Subscribe sờ à. Cho nên là ở đây Ngọc Hiền cho quý vị coi nè à, Đây Ngọc Hiền cho quý vị coi nha đây. Ờ bây giờ được 44 người rồi nè. Hồi nãy có 5 người à. Khi mà Ngọc Hiền thông báo là bây giờ được 44 người rồi nè. Đó. À, quý vị đây. Ok. Đây nè, Ngọc Hiền chia sẻ cho quý vị. Vô trong đây nha, vô trong cái community Đây, community của Ngọc Hiền nè Ngọc Hiền share nè Share Share rồi nè Trong cái community Xong rồi bấm vô trong cái youtube mới Đặt link send like, bấm vô Rồi vô trong đó bấm subscribe Nha Bây giờ cổ được 46 người subscribe rồi nè Đó, quý vị Đó Ok Vô trong community của Ngọc Hiền Rồi bấm ghi danh vô dùm cho cổ Đó Nha Cảm ơn quý vị nha Bây giờ Ngọc Hiền coi M16TV có livestream không Chưa chưa live Chưa live <laughs> Quý vị biết ngày hôm qua không À ngày hôm qua Ngày hôm qua cái thằng cha Lân đầu trọc, hả? cái thằng cha Lân đầu trọc của quý vị, à, thằng chả hả à, kêu nguyên cái đám lâu la bữa thứ hai, hả? cái thằng cha Tony Phạm, cái thằng cha mà Bắc kỳ, hả? thằng cha đó là thấy là biết việc, à, biết công an rồi, đúng không quý vị? Thấy là biết công an rồi Trời ơi băng đảng của thằng chả ra để mà kêu để mà cứu bộ. Cứu bộ. À, quý vị thấy không? Thằng cha đó hả đòi hùng hổ đòi đánh anh Trương Quốc Tuấn rồi <laughs> đánh chơi tôi quốc tính đâu có sợ đâu mày chơi tao là tao chơi mày lại à, nước mỹ mà tự do ngôn luận mà ngay chỗ công cộng nữa tự do ngôn luận thì ai à có có cô bây giờ cô mấy mà, mà, mà kháng tính giả bây giờ ngọc hiền chỉ nha bây giờ á kháng tính giả nào mà khó vô thì bây giờ quý vị vô trong cái youtube của ngọc hiền tv ok rồi quý vị vô trong cái community à đây ngọc hiền chỉ nè đó vô trong cái youtube của ngọc hiền rồi á là là slide qua vô trong cái community của ngọc hiền ok vô trong cái community là quý vị thấy ngọc hiền share cái youtube mới của cô à, vào, vào khoảng một tiếng trước à, đó vô trong community xong rồi á là ngọc hiền share cái uh, cái YouTube mới của cổ trong cái community quý vị bấm vô đó rồi quý vị bấm subscribe vô Ủa làm sao được ta sao được Henry USA uh, let me see oh, ok được 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 ok let me show let, let me see share ok được được oh yeah 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 that's right That's right. Okay. How do I do that? Share lên trên cái uh, cái live chat phải không? Ok. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Good idea. Duy Nguyễn, thank you Henry USA. Thank you để Ngọc Hiền uh, Good idea. Ok. Nhiều khi Ngọc Hiền cũng hơi dở technical Ê, nha. Chó okay. sét ngô, ngô đình lượng soi gương nhìn lại cái mặt mình đi có ngu năm bảy tám chín mười điều á, thì cũng phải chừa lại một góc nhỏ phải khôn ngoan sao lại mình có tiền mà mình để mình cho một cái bày một cái băng đảng nó xài tiền của mình một cách vô tội vạ rồi nó suối mình đi ra làm lăng con đầu binh đỡ đạn cho nó vậy ngô đình lượng hả đi ra ứng cử để mặc đồ vét mà thực chất á chưa thấy mặc đồ vét mà ngồi giống như con chó